Khi ấy Đức Giêsu nói: Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu, các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu, các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta dẫm lên mà không hay. Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giêsu nói: Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật, các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người thì dù một ngón tay cũng không động vào. Đó là lời Chúa. Cách đây 3 năm, đài truyền hình thành phố đã cho công chiếu một bộ phim với tựa đề Gạo Nếp Gạo Tẻ về chủ đề gia đình. Có lẽ nhiều quý ông bà, anh chị em đã theo dõi bộ phim này. Và trong bộ phim đó tôi rất tâm đắc với lời khuyên, lời dạy của nhân vật người cha được nhắc đi nhắc lại với những đứa con của mình, rằng hãy đặt mình vào vị trí và hoàn cảnh của người khác. Có lẽ những quý ông quý bà lớn tuổi đã từng trải đều đồng tình với bài học ứng xử này. Hãy đặt mình vào vị trí và hoàn cảnh của người khác. Khi đặt mình vào vị trí của người khác, người ta mới có thể dễ dàng đồng cảm với hoàn cảnh của họ. Đặt mình vào hoàn cảnh của những con người di dân, những người đối diện với khó khăn trong những tháng ngày vừa qua, thì người ta sẽ không thể buông những lời là tại sao làm ăn bao năm nay mà không biết tích lũy, để rồi giờ mới khó khăn có vài ngày mà đã lúng túng kêu than. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, người ta mới dễ dàng nhận ra nhu cầu của họ để mà đáp ứng. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, người ta sẽ không bao giờ kỳ vọng những điều quá sức, quá khả năng của một ai đó, để rồi gây áp lực cho họ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi không biết đặt mình vào hoàn cảnh, vào vị trí của người khác, thì người ta chỉ nhìn ra những lợi ích của bản thân mình, người ta chỉ lo tìm kiếm sự an toàn cho chính mình, mà không hề biết chạnh lòng trước những người chung quanh. Đó chính là thái độ, là lối sống của nhóm người Pha-ri-sêu và các ông thông luật ngày xưa. Họ chỉ lo đánh bóng bản thân của mình bằng việc tuân giữ những lề luật tỉ mỉ bề ngoài, mà lại sao lãng đức công bình và lòng yêu mến. Họ chỉ biết tìm kiếm địa vị, vinh dự cho chính mình, chấp những chiêu trò, những thủ đoạn nhằm loại trừ hay hạ bệ người khác. Những toan tính, những điều họ thực hiện chỉ nhằm thể hiện cái tôi của họ, mà không nhắm đến phục vụ lợi ích của tha nhân. Thế nên ngày hôm nay Chúa Giêsu đã thẳng thắn nhận xét rằng: Các ngươi chất trên vai kẻ khác những gánh nặng
không thể gánh nổi. Còn chính các ngươi thì dù cho một ngón tay cũng không đụng vào. Kính thưa quý ông bà anh chị em, những lời nhắc nhở phê bình của Chúa Giêsu đó chắc chắn không chỉ nhắm đến những người Pharisêu hay là những ông thông luật đâu. Bởi vì trong số họ vẫn có những người tốt. Thí dụ bản thân Thánh Phaolô đã từng là một Pharisêu, rồi ông Nicodemo đã từng đến gặp Chúa trao đổi vào ban đêm, hay là ông Gamaliel trong sách Tông đồ Công vụ đã đưa ra lời khuyến cáo là hãy thận trọng đừng bắt bớ các môn đệ của Chúa Giêsu. Những người Pharisêu tốt đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thực ra lời cảnh báo của Chúa Giêsu về cái lối sống vô tâm giả hình đó vẫn có thể dễ dàng xảy ra cho mọi người và ở mọi nơi. Và nếu như chúng ta xét mình một cách thành thật đó, thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng cái lối sống ấy vẫn đang tồn tại ngay trong lòng giáo hội của Chúa, nơi chính cuộc sống của mỗi người chúng ta là những Kitô hữu. Cứ nhìn vào đời sống của một giáo xứ hay là một cộng đoàn, chúng ta sẽ thấy không thiếu những gánh nặng người ta chất lên vai nhau, những áp lực người ta tạo ra cho nhau. Nó có thể xuất phát từ thiện ý của vị chủ chăn muốn cho đàn chiên của mình không ngừng thăng tiến. Nó có thể xuất phát từ vị bề trên mong ước cộng đoàn của mình ngày càng phát triển. Rồi ngay trong đời sống gia đình cũng thế thôi. Ngày hôm nay bao nhiêu đứa trẻ lớn lên không có tuổi thơ mà luôn phải đối diện với những áp lực về học hành, về ý nguyện của cha mẹ. Thế nên cái câu mà người ta vẫn thường nói con hơn cha, nhà có phúc đó, nó không còn là một động lực để cho những thế hệ con em phấn đấu, mà giờ đây nó trở thành áp lực cho nhiều bạn trẻ khi đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời phải chọn lựa nghề nghiệp. Thế nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, đùng một cái dịch bệnh COVID ập đến đã làm xáo trộn đủ mọi thứ. Những dự định, những kế hoạch của con người đều phải gác lại. Và lúc này nhiều người mới chợt nhận ra là những điều mà trước đây mình cứ đinh ninh nó là cao cả, nó là trách nhiệm, nó là sứ mạng, thực ra chỉ là cám dỗ. Cám dỗ để phục vụ cái tôi hiếu thắng của mình. Tôi phải là một linh mục xuất chúng, tôi phải là một bề trên nổi trội, hay tôi phải là một phụ huynh gương mẫu. Nói chung đó là căn bệnh của xã hội ngày hôm nay, bệnh thành tích. Và cũng những tháng ngày qua đã giúp cho người ta chợt khám phá ra rằng cái điều quý giá nhất trong cuộc đời này không phải là địa vị, không phải là tiền của, mà đó là tình người. Cái thứ làm cho người ta trở nên vĩ đại đó cũng chính là tình người. Chính tình người mà một anh thợ nghèo ở Quảng Ngãi đã nợ tiền thuê nhà 4 tháng nay rồi, lại sẵn lòng đem bán chiếc xe ưng ý của mình để làm gì? Để lấy tiền mua phụ tùng thay thế sửa chữa xe miễn phí cho những đoàn người đang ùn ùn từ miền Nam kéo về quê ở miền Trung hay là tận miền Bắc. Anh thợ nghèo đó không có tiền của, không có địa vị, nhưng bỗng chốc trở thành một con người vĩ đại bởi tình người. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tình người ở đâu lúc nào cũng có. Thế nhưng qua những khó khăn, những bế tắc do đại dịch vừa qua, chúng ta lại được chứng kiến, chúng ta được nghe kể những câu chuyện thấm đẫm tình người một cách chân thật nhất.
Kính thưa quý bà anh chị em, chớ gì bài học của Chúa ngày hôm nay cùng với những cảm nghiệm từ thực tế những ngày qua thôi thúc chúng ta quyết tâm điều chỉnh lại lối sống, luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để đừng bao giờ chất lên vai họ những gánh nặng. Mình nếu có chăng đó thì là gánh nặng của tình người, để dìu nhau qua những khó khăn của cuộc sống mà tiến gần đến lòng thương xót của Thiên Chúa hơn, như lời khuyên đầy xác tín của Thánh Phaolô trong bài đọc một mà chúng ta đã nghe. Những ai bền chí làm việc thiện mà tìm vinh quang, danh dự và phúc trường sinh bất tử thì Thiên Chúa sẽ cho họ được sống đời đời. Và trên hành trình hướng về cuộc sống đời đời đó, có Đức Maria luôn là mẫu gương và bạn đồng hành của tất cả chúng ta.